Thưa quý vị và các bạn, nhờ cải cách thủ tục hành chính chuyên nghiệp hóa trong các khâu, thời gian qua điện lực Khoai Châu đã được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao. Hình ảnh nhân viên tổ kỹ thuật vận hành triển khai vệ tinh công nghiệp trạm biến áp chuyên dùng trên địa bàn xã Tân Tiến. Và đây là buổi trao đổi của tổ tư vấn khách hàng cho cán bộ kỹ thuật vận hành điện tại nhà máy trực thuộc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Đài Loan. Công việc đều đã được lên lịch và triển khai theo kế hoạch bố trí trước nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp sắp xếp tốt nhất. Vừa không để gián đoạn sản xuất, vừa đảm bảo tính kế hoạch. Chúng tôi đánh giá rất cao cái công tác cung cấp điện liên tục ổn định của Điện lực Khoai Châu đối với doanh nghiệp. Nhân viên phụ trách điện của công ty thường xuyên được giúp đỡ về mặt nghiệp vụ chuyên môn từ cán bộ của Điện lực Khoai Châu. Có đó thì giúp công ty vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và hiệu quả. Nhiều khách hàng là hộ sản xuất ở khu vực ngoài bãi sông Hồng, xa trung tâm huyện đã được Điện lực Khoai Châu quan tâm đến công tác an toàn ngay tại mạng điện gia đình. Mấy năm về đây, nguồn điện phải nói là quá tuyệt vời, hầu như là không bị mất và điện khỏe. Cái thứ hai đó là về phương thức thanh toán là chuyển khoản không phải đi mang nộp. Là huyện có lượng khách hàng sử dụng điện lớn nhất tỉnh với trên 75.000 khách hàng, trong đó có trên 100 khách hàng chuyên dùng. Để đảm bảo công tác cấp điện an toàn và liên tục cho doanh nghiệp và nhân dân sử dụng, Điện lực huyện Khoai Châu đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có công tác chăm sóc khách hàng đã được Điện lực chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, đã góp phần tăng doanh thu, bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình vận hành, nên đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp trên đánh giá và ghi nhận.